Trước Mai xin trân trọng kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, hôm nay Trước Mai hân hạnh gửi đến quý vị phóng sự đặc biệt lễ thượng kỳ đầu năm tại trung tâm thương mại Eden ở Fonchon, Virginia. Buổi lễ được tổ chức vào lúc 12 giờ trưa ngày 31 tháng Giêng năm 2014. Kính mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh của chúng tôi hôm nay. Tôi là Lê Minh Thiệp, trưởng ban tổ chức buổi lễ chào cờ hôm nay. Hôm nay ngày 1 Tết Chấp Ngọ, chúng ta tề tựu nơi đây trước kỳ đài này tham dự lễ chào cờ đầu năm. Đây là truyền thống của người Việt, cộng đồng người Việt quốc gia trên toàn thế giới, đặc biệt là trên lãnh thổ Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ. Cộng đồng người Việt quốc gia vùng thủ đô Hoa Thành Đấu, Maryland và Virginia cử hành lễ chào cờ đầu năm hôm nay với sự tham dự đông đảo của tất cả mọi thành phần người Việt quốc gia để chào mừng năm mới Giáp Ngọ, đồng thời bày tỏ lòng tri ân tổ tiên, các bậc tiền nhân, các anh hùng quân dân kháng chiến đã hy sinh để bảo vệ đất nước và xây dựng tự do dân chủ. Chúng ta cũng bày tỏ lòng ngưỡng mộ và tri ân những gương đấu tranh can đảm đang phải gánh chịu những đối xử tàn bạo, bất công tại quê nhà. Chúng tôi cầu xin ơn trên hồn thiêng sông núi phù trợ cho họ và đồng bào của chúng ta sớm thành công trong cuộc đấu tranh giải trừ chế độ bảo tàng Cộng sản, để sớm đem lại dân chủ, nhân quyền và tự do cho quê hương yêu dấu Việt Nam. Chúng tôi xin trân trọng kính mời tất cả quý vị cùng hướng về lễ đài trước bàn thờ Tổ quốc để chúng ta cùng nhau nghiêm chỉnh cử hành lễ rước quốc quân kỳ và lễ thượng kỳ. Chúng tôi xin mời MC Đào Hiếu Thảo. Kính thưa quý vị đại diện cộng đồng, Liên hội Cựu Chiến sĩ, Tổ chức Hội đoàn Quốc gia, đại diện cơ quan truyền thông báo chí, phát thanh truyền hình. Kính thưa quý vị quan khách, thân hữu, đồng hương, chiến hữu và gia đình, cùng các em, các cháu. Năm nay, lễ thượng kỳ đầu xuân Giáp Ngọ của cộng đồng người Việt chúng ta được long trọng tổ chức cùng với thời điểm lễ tưởng niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa đã diễn ra nơi quê nhà và khắp nơi trên thế giới tự do, để vinh danh các chiến sĩ anh hùng hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã can trường ngăn chống chiến hạm của Trung Cộng, quyết không để cho kẻ thù phương Bắc xâm chiếm biển đảo do tổ tiên chúng ta để lại. Gương hy sinh dũng cảm đó được mãi khắc ghi trong lòng người Việt trong nước và hải ngoại, đồng thời hung đúc tinh thần chống bá quyền nước lớn, quyết không cho giặc Tàu uy hiếp làm lè biến Việt Nam thành chư hầu của chúng. Trong tinh thần đó, tuổi trẻ Việt Nam gan dạ đã bày tỏ lòng yêu nước sắc son, không sợ hãi bạo quyền, không lùi bước trước xiềng xích tù đài. Thank you.
mặc niệm chấm dứt nghi thức khai mạc hoàn mãn. Hòa thượng Tâm Thọ, chúng tôi kính mời giáo hữu thượng Trung Thanh Thái Trịnh Thanh, chúng tôi kính mời ông Huỳnh Văn Hiệp, giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Kính thưa quý vị, trong lúc đại diện tôn giáo và cộng đồng cũng như liên hội niệm hương, chúng tôi xin thỉnh cầu quý vị quan khách, quý đồng hương, quý chiến hữu thành tâm khấn nguyện hồn thiêng sông núi, tổ tiên chứng giám. Chúng tôi xin kính mời quý vị lãnh đạo tinh thần và quý vị chủ tịch cộng đồng, chủ tịch liên hội trở về vị trí. Một năm mới với bao nhiêu kỳ vọng mới đang đến với chúng ta. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết Giáp Ngọ. Đếm ra là 39 năm người Việt chúng ta đang sống tha hương, nhưng không lúc nào mà mỗi người trong chúng ta cũng không hướng về quê hương, đất tổ và nghĩ đến quốc gia, dân tộc. Trong suốt 39 năm qua, Cộng sản và Nhà nước, chuyên chính của họ đã làm được gì cho Việt Nam, đã tạo được những gì cho đồng bào trong nước? Sợ giặc phương Bắc, đàn áp dân quan, chà đạp tôn giáo, vi phạm nhân quyền, bóp miệng tiếng nói cải cách, ra luật để công an bắn bỏ dân quan nếu chống lại bắt bớ, không dứt đến tay chúng ta ở hải ngoại. Mức độ bất mãn đã lên cao trong nước. Thể Việt Nam Cộng Hòa được người dân từ Bắc vô Nam nhắc đến rất nhiều gần đây, với ngày Hoàng Sa mà hải quân quân lực Việt Nam Cộng Hòa đánh tan Trung Cộng không cần Mỹ yểm trợ cách nay 40 năm vào tháng Giêng năm 1974. Chắc chắn không bao lâu nữa, trong chiều hướng trên, tất cả chúng ta sẽ thấy ánh sáng cuối đường hầm. Tiến sĩ Tạ Cư Hải. Từ sau biến cố 1975 đến ngày hôm nay, cái được gọi là nhà nước Cộng sản Việt Nam đã đào tạo ra những thế hệ trẻ ở lớp tuổi từ 20 đến 40 hiện nay thành những quái nhân vô cảm, không còn nhân tính, vô cùng dã man cuồng tín, mà tiêu biểu là lực lượng công an tay sai thẳng tay đàn áp người dân. Tình trạng suy đồi của chế độ cộng sản tại Việt Nam đã vượt quá giới hạn của sự sửa chữa, cần phải thay thế đó và thôi. We're going to have another lion dance and children's entertainment, jugglers and fortune tellers and balloon twisters and lots of things for kids and giveaways. So tomorrow is Saturday, we'll have that around 11 o'clock until 3, and then again on Sunday. So we're going to celebrate 3 days this year at Eden Center. And I have a gift, lucky money. Congressman Sherry Connolly. The Vietnam War ended in 1975 for most of us, but the issues, the values we fought for, we cared about, that struggle continues today. I am proud to be a member of the Vietnam Human Rights Caucus in the United States Congress. And I'm proud to join with Senators Kaine and Warner, who couldn't be here today but give their greetings, in passing the Vietnam Human Rights Act. Because the struggle for human rights in Vietnam continues. Chúng tôi rất là vinh dự và hân hạnh được tham dự cái lễ chào cờ đầu năm quy tụ đồng bào của đô Hà Tĩnh lớn. Chúng tôi thấy rằng là sự hiện diện đông đảo của đồng bào, đại diện của tất cả các cái giới, đại diện đại diện cộng đồng, đại diện các cái tôn giáo, đại diện của các giới truyền thông báo chí rất là đông đảo. Điều đó nói lên cái tinh thần chống cộng, cái tinh thần mà vì dân vì nước, và chúng tôi hy vọng vào cái ngày chúng ta có thể kỷ niệm một cái lễ chào cờ đầu năm tại Sài Gòn, tại Hà Nội, và chúng ta sẽ dân chủ Việt Nam sẽ có tự do và dân chủ, thưa chị. Quý vị vừa xem qua một vài hình ảnh lễ thượng kỳ đầu năm 2014 được tổ chức ở Trung tâm Thương mại Eden, Fortress Virginia,
vào lúc 12 giờ trưa ngày 31 tháng Giêng năm 2014. Chương trình phóng sự của chúng tôi tới đây chấm dứt. Trước mai xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phóng sự đặc biệt kỳ tới.